Tập 1 mùa 4 bắt đầu với cảnh Tywin Lannister thuê lão thợ rèn thầy của Gendry đập thanh kiếm BF bằng thép Valyrian của Ned ra để rèn thành hai thanh kiếm bé hơn. Một thanh tặng thằng con trai con lọ cho đỡ buồn vụ bàn tay. Thanh bé hơn tặng cho Joffrey, người mà giờ cóc biết nên gọi là cháu nội hay cháu ngoại của ông già Mimo này. À, vụ Joffrey là con ai thì Tywin chưa biết nhé. Không lại bảo tôi gáy phách phách. Đại loại là Tywin muốn Jaime lấy kiếm rồi rời khỏi đội vệ vương để về làm lãnh chúa Castle Rock. Tại giờ ông chỉ có mỗi thằng con này nhìn đẹp trai, Jaime thì không chịu, đòi làm vệ vương ở kinh đô cả đời. Nhưng mà lý do đến cả Tywin cũng không biết, chủ yếu tại Jaime không muốn xa chị gái kiêm người yêu, sợ gia phả nhà mình mất đi hình vòng cung mềm mại. Ngoài thanh kiếm cộng 45 sức mạnh công kích, Jaime còn được bố thửa riêng một bàn tay sắt mạ vàng để giảm bớt mặc cảm với cổ tay, nhưng mà tăng 3 lần độ bất tiện. Tại giờ tự dưng có quả nặng treo lủng lẳng bên tay phải rõ là hoạt động kém đi. Đến Jaime cũng phải bảo là đèo mẹ cái móc vào còn thiết thực hơn. Cơ mà rõ là ông bố phong bạt của hắn không nghĩ thế. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ khuyên Jaime bỏ luôn cái kiếm thật đi. Mãi chơi tiên kiếm, gặp lại tiêu dao. Chó chơi thuộc bộ sưu tập thực sự được ủy quyền của tất cả các nhân vật từ thế hệ 1 đến thế hệ 6, mang phong cách giản dị, cổ điển và vui nhộn. Tiên kiếm, gặp lại tiêu dao được ủy quyền bởi nhà phát hành tiên kiếm kỳ hiệp truyện kinh điển. Vừa giải trí vừa thú vị, trong game không chỉ tập hợp các nhân vật chính trong tiên kiếm mà còn hội tụ các nhân vật trong phim truyền hình. Đặc biệt khi hành tẩu giang hồ, bản thân có thể thoải mái chuyển đổi giữa người câu cá hoặc đại hiệp. Và đặc biệt hơn nữa là game sẽ tái hiện lại những tình tiết kinh điển của phim ảnh, nhưng bạn sẽ được quyết định hướng đi cho câu chuyện, khám phá những mê cung đầy thú vị và mở khóa quả trứng bí ẩn. Tải ngay tiên kiếm gặp lại tiêu dao ngay hôm nay để có cơ hội trúng thưởng xe máy, khám phá thế giới kiếm hiệp và không cần nạp tiền vẫn sẽ được tăng cấp. Cứ mà quay trở lại với chuyện chính, thì đám cưới của thằng lỏi con Joffrey và con gái rượu nhà Tyrell, thiệp mời đã được gửi đi khắp thất đại đô thành. Và giờ thì một trong những khách mời mà ta cần đặc biệt chú ý là những người vừa đến. Đại diện của nhà Martell xứ Don, nhìn nửa Âu nửa Á, cơ mà đồ màu vàng nhìn hơi đen da. Lẽ ra ông to nhất của xứ Don, hoàng tử Dorne sẽ đến cơ, cơ mà ông to nhất đang bị ốm, nên là ông to nhì phải đi thay. Ông to nhì không ai khác là em trai của Dorne, Oberyn Martell, người khét tiếng là nhạc nào cũng nhảy, trai gái đều húp được, và cực kỳ nguy hiểm cả trên giường lẫn trên chính trường. Ông này thì chả giấu gì Tyrion rằng đến đây dự đám cưới là cái cớ thôi, chứ thực ra Oberyn sang đây để trách va, quan trọng nhất là trách thằng núi, vì chính thằng này là người đã giết ba mẹ con Ilya, chị của Oberyn, trong cuộc bạo loạn của Robert mười mấy năm về trước. Oberyn tin rằng thằng núi có láo, nhưng không thể lao đến mức giết người nhà Targaryen, nên hắn tin rằng có một thế lực đằng sau ra lệnh cho hắn làm điều đó. Và thế lực này tỷ lệ cao là vua đâm lén Tywin Lannister bên kia biển hẹp ở lục địa Essos. Ba con rồng của Daenerys ấp giờ đã to, dài và nhiều gai. Mỗi tội giờ to rồi nên chả sợ bố con thằng nào, thi thoảng lại tác quái, thú vật thì chịu thôi, biết sao. Đang lo cho mấy con rồng thì Daenerys được Missandei báo cho là Daerio với sâu xám đang ngồi đấu kiếm từ hôm qua. Từ từ, ông Daerio này nhìn lạ đấy, tất nhiên là đấu kiếm sắt, chứ sâu xám ăn Soli thì làm gì có kiếm thịt. Hai ông này đang đọ xem ai ra lâu hơn để được cưỡi ngựa cạnh nữ hoàng. Mỗi tội Daenerys bảo là đi cạnh nữ hoàng chỉ có ngài Baristan với ngài Jorah. Hai ông non và xanh này tuổi gì, muốn vẫn có lương thì nhanh cái chân lên, cất kiếm mà đi hành quân. Đợi cả sáng cóc thấy ông tướng nào ở đâu, hóa ra là chui rúc làm trò con bò. Cùng lúc đấy thì drama cung đấu ở Westeros đang hết sức chấm hỏi. Tyrion lấy được cô dâu 14 tuổi xong, Sansa ấy, thì một tỷ công việc ụp vào đầu, vì chính lão Tywin khều nhẹ Tyrion sang chức quản lý ngân khố. Và cái ngân khố thì đang âm tiền dù lão Peter Baelor thì giàu sụ, nên phải làm việc cả ngày lẫn đêm, rất là đau đầu. Không có thời gian đi thăm bồ là thím Shae. Shae thì tưởng Tyrion mê Sansa, người vừa trẻ vừa tươi, lại còn mới và giòn, lại còn là con nhà quyền quý, nên tự dưng ghen lồng ghen lộ lên. Vừa rồi sau khi không làm tình mà chỉ làm tội Tyrion, Shae quay đít bỏ đi, bị một hầu gái trong cung bắt gặp. Và bà này ton hót ngay với Cersei. Đến với một nơi lạnh hơn một chút thì nhóm man tộc của Tormund và White Grit đang ở phía nam bức tường và bất ngờ hội quân với một nhóm man tộc khác. Bọn này gọi là Thorns, đặc điểm nhận dạng là những cái đầu bóng loáng gân guốc, trông như đầu. Và đặc điểm nhận dạng quan trọng hơn là bọn này ăn thịt người. Và người phía nam bức tường thì chúng nó khen là ngọt nước. Điều này làm Tormund và White Grit hết sức kinh tởm. Cơ mà đồng đội nên một điều nhịn chín điều lành. Nhắc đến White Grit thì thằng người yêu hệ phổi bạn của cô, Jon Snow, đang đứng đấy để mấy ông già của đội gác đêm xét xử. Trước là vì giết ông già Halfhand, sau là vì ở chung với man tộc. Mày có nhận là đã giết Halfhand không? Em liêm các bác ơi, ông Halfhand làm thế để em trà trộn vào man tộc lấy tình báo. Mày trà trộn vào trong kỹ thế nhở? Không chỉ vào hang to mà còn chui vào hang nhỏ. Cái này thì em nhận. Tội trạng nó rõ rành rành. Cơ mà tư tế Aemon bảo là thôi, ít ra John đã hoàn thành nhiệm vụ, lại còn thật tha. Và trên hết là không nhờ John đi thì còn khớt mà mấy ông tướng này biết được. Đám man tộc đông như quân nguyên, lại còn có một toán đi móc lốp từ đằng sau nên tạm tha. Trong khi lão Alistair và lão Janos vẫn dí căng lắm. Trở lại chuyện cung đấu ở Vương Đô tí, thì Sansa dạo này cứ có một bóng đen đi sau, như kiểu định ghi bàn chân cô. Bóng đen này hóa ra là Don Toss, cái ông tí nữa bị Joffrey mang ra thịt ở mấy mùa trước. Nhưng Sansa cứu nên giờ được làm chúa hề của cung vua. Don Toss tặng cho Sansa một cái dây chuyền, bảo là hàng limited thừa kế từ gia đình mình, tặng để đền ơn cứu mạng. Sansa thì vui vẻ nhận luôn. Cơ mà lờ mao, đồ thừa kế mà đem tặng như thật như này chắc chắn có động cơ gì đấy đằng sau.
Em gái của Sansa, Arya Stark, thì đang ở cách đấy mấy trăm cây số, vừa sống sót vì không đến dự đám cưới đỏ kịp, giờ ngoan như cún đi theo chó săn, vì giờ còn chỗ nào để về ngoài đi theo ông già này tìm người thân đâu. Trên đường đi, hai chú cháu vào một quán rượu ven đường thì gặp được thằng đầu chọc ngày xưa đã chấn lột thanh kiếm kim châm của cô. Thằng này không đẹp trai nhưng được cái mất dạy, chả coi ai ra gì, đã vào chấn lột quán rượu rồi còn đòi chấm mút con gái nhà lành, nhưng dính ngay một nước đi chí tử là dám gây sự với chó săn. Thế là sau vài đường kiếm cơ bản, giờ cả quán rượu toàn xác người. Arya cũng KS được hai mạng, đòi lại thanh kiếm mà Jon tặng cô bé trước khi đi, gạch được một cái tên khỏi danh sách ghi thù càng ngày càng dài của Arya. Sau khi trở về từ đám cưới đỏ, lãnh chúa Roose Bolton, người giờ được Tywin phong làm người bảo hộ phương Bắc, đi về pháo đài Dreadfort của nhà Bolton. Tất nhiên là thồ theo một cô vợ, nhìn hơi bị ngấy tí. Không phải vì ông này thèm thịt mỡ bánh trưng, mà là vì Wilder Frey hứa là chọn cô nào thì sẽ được lượng vàng bằng với trọng lượng cô đó, nên Bolton chả dại gì không chọn cô có sức nặng nhất nhà. Về nhà, lão già Bolton tiếp tục họp bàn chiến thuật với tướng lĩnh. Lock được giao nhiệm vụ săn hai thằng trẻ con nhà Stark, người mà nhờ mấy cái trò bệnh bệnh của Ramsay thì giờ mấy bố con nhà này biết là còn sống. Ramsay thì được giao nhiệm vụ đánh chiếm lại tiền đồn ở Mốt Catelyn đang bị các con của Stark chiếm đóng, nên mang theo Theon để tiện xử lý các thứ tại vương đô. Hai ông tướng chuyên ủ mưu là Tyrion với Varys đang họp bàn tí chuyện cơ mật, đại loại là việc bồ bịch của Tyrion giờ đã có khá khá người biết Shae là ai, và chả chóng thì chảy cả làng sẽ đều biết. Varys nhắc nhở Tyrion là Tywin đã cảnh báo trước rằng nếu thấy thím gái ngành nào trên giường Tyrion là treo cổ luôn người đó, và cũng như Varys nói, Tywin không dọa xuông ai bao giờ, nên Tyrion phải nghĩ ngay đi trước khi Shae đi bắn muối. Sau một hồi suy nghĩ, Tyrion quyết định về chửi Shae một trận, giả vờ làm lạnh lùng boy để đuổi cô đi, thậm chí còn lôi quá khứ dơ giấy không dễ giấu giếm về việc làm gái của Shae ra, khiến cô câm nín, chỉ biết khóc rồi rời đi theo những gì mà Tyrion đã sắp xếp. Thôi thì tạm bỏ qua chuyện tình cảm bế tắc của Tyrion để đến với bữa tiệc cưới của ông cháu Joffrey. Lần lượt từng món quà cưới được dâng lên, trong đó có của ông cậu Tyrion cuốn sách cuộc đời của bốn vị vua, kể về bốn vị vua nổi danh nhất nhà Targaryen, kiểu học làm vua 101. Tức là ông cậu này thực sự mong Joffrey lớn lên sẽ là một vị vua gia hồn. Giờ đến lượt ông ngoại kiêm ông nội Tywin thì tặng cho cháu thanh kiếm thép Valyrian còn lại, thanh kiếm bé hơn so với thanh của Jaime cơ mà vẫn quá dài so với thằng lỏi con này, như một thằng đấu khất. Joffrey lập tức đặt tên cho thanh kiếm đẹp vờ lờ này bằng một cái tên rất chi là khó chịu, quả phụ khốc, rồi cầm kiếm xẻ cuốn sách quý mà ông cậu bỏ cả đống tiền ra mua cho cháu thành một đống giấy lộn ngay trên bàn. Phải tôi thì thằng cháu này sẽ nằm co giật sùi bọt mép trong vài tiếng nữa. Cơ mà tặng quà xong thì đến hành lễ, và hành lễ xong thì đến tiệc cưới. Quả tiệc linh đình này may mà có Tyrion đã kịp thương lượng với bà già Olenna để nhà Tyrell chịu nửa chi phí, chứ không cái ngân khố âm tiền của vương quốc sẽ còn hụt sâu hơn nữa. Nhắc đến phu nhân Olenna thì bà già hôm nay đến gặp tận nơi Sansa, vuốt má rồi khen sợi dây chuyền của Sansa là đẹp. Chi tiết này quan trọng nên hãy chú ý nó một tí. Trở lại với đám cưới, thằng nhõi con Joffrey giờ có vợ rồi nhưng vẫn không ra dáng đàn ông lắm, vẫn thích gì làm đấy, và đầu óc bệnh như thằng này thích làm gì thì làm đấy, ý tôi là bao gồm cả hành hạ người khác cho vui. Joffrey đã chuẩn bị trước một đoàn kịch gồm những người lùn đóng giả lại cuộc chiến ngũ vương theo cách cường điệu và sỉ nhục đám đông nhất có thể. Renly bị chửi là thích làm BD hơn làm vua, khiến nhà Tyrell vô cùng khó chịu. Robb Stark thì bị gặt mất đầu, làm Sansa không biết nói gì. Tyrion thì thấy những người lùn như mình bị mang ra làm hề thì cay không để đâu cho hết. Joffrey thì khoái, Cersei vì con nên cũng vỗ tay cười, còn Tywin thì cũng kiểu cười nhạt. Giời, mình cho cái thứ gì lên làm vua này. Joffrey thì còn muốn hạ nhục Tyrion thêm bằng cách bắt ông xuống diễn kịch cùng những người lùn, nhưng Tyrion từ chối nên ra đổ rượu vào đầu ông. Bữa tiệc còn căng hơn khi Joffrey bắt Tyrion phải hầu rượu cho mình, bắt phải quỳ xuống lấy cốc mà thằng lỏi con này cố ý ném xuống đất. Đám cưới căng như dây đàn cho đến khi Margaery phải hạ nhiệt bằng cách gọi người mang chiếc bánh cưới ra, trong ruột bánh mì chứa bồ câu để cho đẹp. Nhưng cái thằng bỏ mẹ này lại cầm kiếm ra chém bánh, khiến vài con chim lăn ra chết trong đấy, nhưng mà vẫn ăn như thật. Tyrion khẽ phím vợ để cùng nhau rời đi, không để thằng cháu hạ nhục mình thêm nữa. Nhưng tất nhiên là có thế thôi mà Joffrey đã tha cho, thì lại không xứng đáng với danh hiệu người bị ghét nhất series của thằng này. Joffrey vẫn không tha cho ông cậu sau khi bị cậu đe suốt 3 mùa phim vừa rồi, nên vẫn đòi cậu phải hầu rượu cho mình. Tyrion cáu lắm rồi nhưng vẫn phải làm theo, tại giờ cãi lại vua, nhất là thằng nhổn làm như Joffrey thì chả khác gì tự quỳ xuống cho nó chặt đầu, miễn cưỡng mang ly rượu của Joffrey. Mỗi tội là thằng lỏi con này vừa ăn bánh vừa uống rượu, được một tí thì thằng cháu ho như mắc phải sợi lông gà trong họng, rồi nằm vật ra đất vừa co giật vừa sùi bọt mép. Nhưng không liên quan gì đến tôi nhé. Trong lúc mọi người có đang chú ý đến Joffrey, hiệp sĩ Dontos, người hôm trước tặng dây chuyền cho Sansa, đang nhanh chóng kéo cô đi trốn. Joffrey giờ tím cả người, có biết là vì giận hay vì thuốc độc, nhưng vẫn kịp chỉ tay vào Tyrion rồi mới lăn ra chết, khiến cả đám cưới đổ dồn ánh nhìn vào Tyrion, và những người nhiều chuyện thì còn nhìn sang cả Margaery nữa. Ai đời hai đời chồng rồi vẫn còn trinh. Cersei gào lên như một con mẹ dại, sai lính bắt Tyrion vì tội đồ vương, rồi sai thêm người bắt bằng được Sansa, vì thím này nghĩ là Sansa có liên quan đến việc Joffrey chết. Sang tập 3,
Sansa đã được Don Toss đưa đi trốn thành công ra một con tàu ngoài vịnh Hắc Thủy. Chủ nhân của con tàu này không ai khác chính là Peter Baelor. Sau khi nhận Sansa lên tàu, Peter lập tức trả công Don Toss bằng một mũi tên xuyên tim. Tại như lời hắn nói, một số tiền lớn sẽ khiến một người im lặng một thời gian, nhưng một mũi tên sẽ khiến người đó im lặng mãi mãi. Lão Baelor đã ăn dê vụ này từ đầu, và để chứng minh cho Sansa thấy, lão lấy chuôi dao nghiền nát một viên đá trên dây chuyền rồi vứt cả sợi xuống xác Don Toss ở vương đô. Vì đất nước một ngày không thể thiếu vua, nên ông em Tommen của Joffrey, người chỉ mới 8 tuổi, được mẹ và ông cất nhắc lên làm vua ngay và luôn. Tywin dạy cháu là muốn làm vua lâu thì đừng có như thằng anh mày. Một vị vua tốt phải nghe lời ông khi còn bé, và lớn lên thì vẫn phải nghe lời ông. Và vì thằng cu mới có 8 tuổi thôi nên gật đầu như thật. Sau khi ông cháu Tywin đi, Cersei ngồi ôm xác thằng con cả, đòi Jaime phải trả thù cho gia đình. Nhưng Tyrion cũng là gia đình mà. Nhưng có vẻ Cersei không quan tâm đến điều đó lắm. Jaime từ chối, vì hắn vẫn tin là thằng em mình dù bựa thì có bựa thật, nhưng nó sẽ không chơi mấy cái trò như này, nhất là với người nhà. Và lại làm gì có bằng chứng mà xử lý. Và trong một nước đi vô cùng khó hiểu, ông tướng này lại đè ngay chị mình ra làm tí, ngay cạnh xác thằng con. Kiểu chẳng muốn sản xuất thêm thằng mới để bù vào hay sao ấy. Chứ sai thời điểm và sai địa điểm vờ lờ. Joffrey đi bán muối, tức là hai trong số ba cái tên mà Stannis Baratheon đọc khi thui mấy con đỉa đã lên bảng điểm số. Nhưng mà mỗi tội là ông này giờ quân không có lực cũng chả còn, thì đi đánh ai. Stannis vẫn cay Davos vụ cho Gendry chạy thoát, nên bắt Davos phải liệu hồn mà chiêu đủ quân. Không thì Davos sẽ không chỉ bị tháo khớp ngón tay như ngày xưa, mà còn bị tháo cả khớp cổ vì deadline lẫn xếp dí. Nên Davos nghĩ ra một ý tưởng rất hài, là đi vay tiền của ngân hàng sắt bên Braavos, địa chỉ cho vay nợ uy tín nhất thế giới. Trong lúc Davos đang viết thư vay tiền thì ở vương đô, Tywin bỗng dưng lù lù xuất hiện, cắt đứt mạch đấu kiếm của Oberyn, mời ông này vào hội đồng xét xử Tyrion, và mời luôn Oberyn vào hội đồng nhỏ của nhà vua luôn. Kiểu anh biết chú không ưa gì anh, nhưng chúng ta đều không ưa mấy cái thằng nhà Greyjoy, và không ưa con nhõi Daenerys, nên giờ anh em mình phải stand together các thứ. Trở về bị can của phiên tòa sắp tới, Tyrion đang được cận vệ Podrick chăm sóc trong tù, không được tươm tất như bên ngoài, nhưng mà cũng không đến nỗi. Biết chuyến này mình mà chết là những ai lân cận cũng bị hành hạ theo, nên Tyrion có ý đẩy Podrick đi, sợ cậu bé vì tận tâm với mình mà chết chay. Cùng lúc đó, trên phía bắc, quân của Tormund và lũ Thans đã cướp phá thêm một ngôi làng nữa, dân trong làng toạc hết. Và có một số lượng không nhỏ là do Whitegreed giết. Lũ Thans để một thằng bé con sống sót, đó là Ollie, và bảo thằng bé đi báo tin cho đội gác đêm, mong rằng sẽ kích động được hội anh em dàn mỏng quân số để dễ bể đánh úp. Mỗi tội là giờ đội gác đêm làm gì có quân đâu mà dàn, nên kế hoạch phá sản không phải vì do nó đần, mà vì mấy bố man tộc đã đánh giá quá cao địch thủ. Tình hình đang rất là tình hình, thì hai ông sống sót sau vụ phản loạn tất nhiên là ngoài Sam ra, đã trốn về được từ lều của Craster. Nghe thấy thông tin này, Jon nêu lên một kế hoạch, sẽ cùng anh em đi công lều của Craster, giết hết lũ phản bội trước khi chúng cho Mans Raider biết về quân số thực sự lèo tèo của đội gác đêm, chứ không phải là 1000 mạng như Jon đã phong bạt đợt trước. Trở lại với Essos, Daenerys cùng một vạn quân của cô đang du hành đến thành phố tiếp theo, Meereen, nơi có quả kim tự tháp nhìn xa vài chục cây đã thấy. Và tất nhiên là cái cổ khỉ này được nô lệ cõng đá xây nên. Điều khắm là đường đến Meereen toàn là trẻ con bị đóng lên thập giá để trừng phạt bố mẹ chúng, điều khiến Daenerys vô cùng đau xót. Daenerys vừa đến nơi thì đám chủ nô thành Meereen đã cho ngay quả giáo đầu thành phố ra thị uy. Thằng cha này đái một bãi tỏ ý khinh địch, rồi lên ngựa múa múa như quan vũ, hàng rep 1-1. Những người thân cận của Daenerys ai cũng nóng máu, nhưng ngài Jorah thì là quân sư, ngài Baristan thì là cận vệ sĩ, sâu xám thì lãnh đạo quân Unsullied, nên giờ chỉ có Dario lên solo. Bro này lâu ngày không được chiến nên nhìn thấy thử thách thì cũng vui phết, chấp thằng Meereen kia 4 chân, tức là còn không thèm lên ngựa, đi vào giao chiến. Bình thường thì kỵ sĩ khắc chế bộ binh, nhưng Dario là đơn vị hệ anh hùng nên cầm dao làm một ném headshot con ngựa, khiến thằng kỵ sĩ ngã xuống vừa tầm kiếm, một chém là nằm. Để trả lễ, Dario vạch quân ra đái một bãi, đái ngay vào cái bảng khắc chế mà mấy thằng Meereen này học theo, rồi nhường cái sân khấu khai mù lại cho Daenerys. Và dù không cần loa, nhưng mẹ rồng có quả cổ họng khủng như rồng, nói cách xa 100 mét còn nghe thấy rõ. Sau khi đọc xong 10 cái danh hiệu của mình, Daenerys cho người mang máy bắn đá đến, cầu hòm bắn lung tung vào trong thành Meereen. Trong hòm không có gì nhiều ngoài những chiếc xích cổ nô lệ đã bị cắt đứt, cho thấy rằng Daenerys đã giải phóng hàng chục ngàn nô lệ, khơi dậy tinh thần đấu tranh của nô lệ thành Meereen. Sự xuất hiện của Daenerys khiến nô lệ thành Meereen suy nghĩ rất nhiều. Người trẻ thì hy vọng, còn người già thì nhìn thấy ba cái khởi nghĩa này nhiều lắm rồi. Khởi nghĩa nô lệ căng nhất có Spartacus, nhưng mà như cái tên thì được mấy bận rồi cũng cút. Đúng lúc tâm trạng mọi người đang trùng xuống thì sâu xám của đội Unsullied đã lẻn vào trong thành, cải trang thành nô lệ mang vũ khí theo, khích lệ những người rõ là áp đảo về mặt số lượng này vùng lên chống trả lũ thiểu số vừa béo vừa ăn hại. Và thế là Daenerys đã chiếm được Meereen, mà thậm chí còn chẳng tốn mũi tên nào. Dù không cần đọc bản tuyên ngôn nào, Daenerys cũng đem lại sự tự do cho tầng lớp nô lệ. Cơ mà tự do thôi là chưa đủ, thím này muốn thế giới coi mình là người công bằng chứ không lom dom,
nên nhặt random tầm 200 chủ nô Marine mang đi đóng cọc. Bao nhiêu đứa bé bị treo trên đường cô đến đây thì bấy nhiêu chủ nô bị đóng lên thập giá. Trở lại vương đô, Jaime tới thăm em trai thì được thằng em hỏi móc là anh em của kẻ đồ vương có thích không? Tại hồi xưa Tyrion thấy oai lắm. Tất nhiên là Tyrion không phải là một thằng khắm lọ đi giết cả trẻ con, nên Jaime tin rằng thằng em mình không làm gì. Nhưng chờ đấy mà thuyết phục được Cersei, người mà từ lúc mẹ chết khi đẻ Tyrion ra đã coi thằng em mút như quái vật. Trên con tàu lênh đênh trên biển, Sansa và người xem giờ đã biết được bí mật về cái chết của Joffrey. Peter Baelish đã cấu kết với bà già Olenna, người lúc mân mê cái vòng cổ của Sansa thì lấy luôn một viên đá rồi nghiền nó ra cho vào cốc của Joffrey. Joffrey chết tạo sự hỗn loạn để lão Baelish bế được Sansa về, còn Olenna thì không phải nhìn cháu mình cưới cái thằng bé tí đã bệnh hoạn biến thái hentai súc vật. Kế hoạch của bà già là vì nhà Lannister vẫn cần kết đồng minh với nhà Tyrell nên Margaery sẽ cưới thằng em của Joffrey, Tommen, tại nhìn thằng này hiền lành dễ bảo hơn và đặc biệt là không bị tâm thần. Thế là đêm hôm ấy, Margaery lẻn vào phòng Tommen để quyến rũ thằng bé. Nhưng vì hoàng tử mới chỉ có 8 tuổi nên họ mần con Pussy lông lá này, chứ không phải con Pussy lông lá khác. Sáng hôm sau, Brienne chuẩn bị rời đi, tìm lại hai đứa con gái nhà Stark, hoàn thành lời hứa với phu nhân Caitlyn quá cố, thì Jaime giữ cô lại, tặng luôn cho Brienne cây kiếm Valyrian Trác Việt cộng 15 của mình, thêm một bộ giáp mới, vì Brienne đã bị lột đồ ở Harrenhal rồi. Nhiều quá thế này. Không phải vì Brienne đã đăng nhập tân thủ mà là quà cảm ơn của Jaime, vì trước là Caitlyn đã thả hắn ra, sau là Brienne đã cứu Jaime, cơ mà cảm thấy thế vẫn chưa đủ nên Jaime còn tặng cho Brienne một thằng cận vệ không ai khác chính là Podrick, người phải rời đi ngay và luôn trước khi bị làm gỏi cùng Tyrion. Brienne không muốn phải gánh tạ nhưng vì nể Jaime nên đành đồng ý. Mỗi tội đi được 3 bước biết luôn ông nhõi con này cưỡi ngựa còn không biết nên cũng căng. Ở hắc thành Castle Black, Jon đã gặp được Lock, nhưng Jon hồn nhiên không biết Lock là người do Bolton cài vào. Jon đang luyện anh em để chuẩn bị thủ thành chống lại lũ man tộc và nhìn thì Lock đánh đấm căng phết, nhưng mà mỗi tội đang vui thì đứt dây đàn. Alistair Thorne ra xị mặt xuống bảo Jon là hậu cần thì lo việc hậu cần đi, múa múa cái gì. Một lát sau trong giờ ăn, Alistair đồng ý chấp thuận cho Jon đi đánh bọn phản bội ở lều của Craster, với điều kiện anh chỉ được đi một mình hoặc có ai tình nguyện thì cho đi theo chứ không được gọi thêm quân. Jon làm một bài phát biểu khiến mấy ông thân thân trong hội đi theo hết. Lock thì chưa thân lắm nhưng cũng đi, chắc để dò la tin tức tại lều của Craster. Lũ phản bội vẫn đang bú rượu vào mần vợ của Craster. Craster chết từ mùa trước, cơ mà một trong số những người vợ kiêm con gái của lão vẫn kịp tòi ra một đứa con, và vì đứa con này là con trai nên dù không muốn thì lũ này sẽ phải thay lão già đưa thằng bé ra chỗ lũ bóng trắng. Người phải mang thằng bé ra là thằng Rast. Tiếng khóc của đứa bé làm Bran và các bạn đang trốn gần đó chú ý, nên Bran nhập hồn vào con sói Summer để đi dò la. Nhìn thấy sói Ghost của Jon nên đến gần, nhưng đến được gần chuồng chó thì sập bẫy. Bran đòi các bạn phải đi cứu Summer, nhưng chưa đi được hai bước đã bị lũ phổi bạn kia phát hiện rồi bắt luôn. Sau một hồi tra tấn đe dọa, Bran buộc phải để lộ danh tính, mình là Brandon Stark, con trai của Ned Stark, để cho lũ mất dậy kia ngừng tra tấn bạn mình. Biết Bran sẽ đổi được nhiều đồ ngon, lũ phản bội đổi kế hoạch, giữ cậu lại làm con tin. Đứa bé mà thằng Rast mang đi tế được tên bóng trắng cưỡi ngựa bế đến một địa điểm bí mật, nơi một nhân vật siêu bí ẩn chạm một ngón tay vào thằng bé khiến nó biến thành bóng trắng. Chắc đây là cách duy nhất gia tăng số lượng, vì tộc toàn bóng với nhau thì sao mà đẻ được con. Sang tập 5, Tommen chính thức được ngồi vào ghế của thằng anh, trong khi Margaery đang cười cười bên lan can với một nước đi vô cùng bất ngờ. Cersei đến bên cạnh con gái nhà Tyrell và có vẻ là nghe những gì thím nói thì thím cũng ủng hộ cho Margaery kết hôn với Tommen, và nhìn có vẻ Margaery cũng sướng phết. Tin Joffrey đi bán muối lan đi khắp nơi, sang tận bên kia eo biển hẹp đến chỗ của Daenerys. Ngài Baristan bảo giờ là lúc thích hợp nhất để mang quân đi lút vương đô, nhưng ngài Jorah bảo là cứ từ từ thôi. Tại giờ các thành phố ở Essos mà Daenerys thành công tiếp quản, cô còn quản lý chưa xong, chế độ nô lệ vừa được bãi bỏ chưa lâu, thì chỉ cần Daenerys rời đi, lũ chủ nô sẽ trở lại và ăn hại còn hơn trước. Daenerys thấy thế thì nghĩ là giờ mà ba cái thành còn quản không xong thì bảy cái đô thành mần ăn thế nào, nên quyết định sẽ trở thành người trị vì thông thái. Cùng lúc đó, Baelish đã dẫn con gái của Crush về đến xứ Vale, về được đến lâu đài Eri để gặp dì Lysa của Sansa. Thím này nhìn thấy Baelish đã lao vào ôm ấp sờ soạng hôn hít, cóc quan tâm thằng con với cháu mình đang đứng đấy. Và bà này cũng hài, tiếc cơ mà nó lộ bí mật về cái chết của chồng bà này, Jon Arryn. Cái ông chết từ trước tập 1 ấy, là do Peter Baelish và bà này đầu độc. Vì thím này nghĩ là như thế thì mình và Peter sẽ đến được với nhau. Rồi cũng chính thím này là người viết thư cho Caitlyn bảo tất cả là tại mấy thằng Lannister. Thế tức là mối thâm thù giữa chó sói và sư tử thực ra là do con mẹ hãm lìn mê trai và thằng cha Marco Mumo kia hiệp đồng gây ra. Lysa thì mót Baelish lắm à, nên đã chuẩn bị sẵn mục sư, mở cửa ra phát là cưới luôn. Mỗi tội là dù cưới được Baelish rồi, nhưng bà mụ này thấy cháu gái là như thấy mẹ nó. Sâu trong thâm tâm thì Lysa vẫn biết mình chỉ là option 2, chứ người mà Baelish yêu là Caitlyn. Và giờ cháu gái càng lớn càng giống mẹ, lại còn thấy Baelish thân thiết với nhau thì lại ghen lồng ghen lộn như con mẹ dại luôn. Cũng vào lúc này, Cersei đang đi đến chỗ của những người trong hội đồng xét xử, thuyết phục họ phán tội chết cho Tyrion. Ông Oberyn thì gật gật ra vẻ thông hiểu lắm, nhưng mà đầu ông này tính toán cái gì rời biết. Ngược lên phía bắc, Lock đã đến lều của Craster do thám trước. Hắn phát hiện ra Bran và các bạn bị nhốt trong cái chòi bên hông nhà, nhưng ỉm đi không bảo gì với Jon và anh em. Tối hôm đó,
Khi lũ phản bội vào chòi định giở trò với bạn của Bran, anh em trong hội gác đêm được Jon dẫn đầu tấn công vào lều. Locke thừa cơ chạy vào chòi bắt Bran, vác lên lưng chạy đi, biết mình không thể chạy được khỏi tên này. Cực chẳng đã, Bran phải nhập hồn vào Hodor, chạy ra giành cơ thể mình từ tay Locke rồi bẻ cổ thằng cha này luôn. Bran kêu Hodor đi cứu các bạn. Bran muốn ở lại để gặp anh trai, nhưng mỗi tội là Jorgen bảo giờ mà Jon thấy Bran thì chỉ có đi về Hắc Thành, không đi tìm cây cổ thụ ngàn năm được. Nên là dù muốn lắm nhưng Bran vẫn phải ngậm ngùi dắt chó đi. Trong khi anh em gác đêm tả xung hữu đột, Jon đã tìm được tên cầm đầu lũ phản loạn. Thằng giết thuê bị bắt lên đây làm lính sau khi đánh nhau rất đầu mẻ chán. Có vẻ thằng giết thuê kia không ăn được hào quang nhân vật chính nên nằm lăn ra chết ngắc. Jon ra đếm xác thì thấy thiếu mất một thằng, nhưng hóa ra thanh niên đó đã bị con chó Ghost của Jon bọc hậu xử nốt khi đang cố bỏ chạy khỏi hiện trường. Jon hỏi những người phụ nữ xem giờ anh nên giúp họ như thế nào, thì bà già nhất bảo Jon và anh em hãy đốt bỏ mẹ cái chỗ này đi, coi như là sự giải thoát cho những người phụ nữ đã phải chịu đựng hết từ Craster đến lũ dở hơi kia trong cái căn nhà này. Theo lời tham vấn của Davos, Stannis đã chạy sang Essos đến thành phố Braavos để gặp ngân hàng sắt vay tiền bạc đi thuê đội quân vàng để leo rank kim cương. Chịu, các bạn, đại loại là mấy ông giao dịch viên ngân hàng sắt bảo là giờ Stannis còn mỗi cái giái khô, thế thì thế chấp cái gì để vay tiền đây? Cơ mà giờ lại là lúc ngài Davos tỏa sáng. Ông kể lại câu chuyện ngụ ngôn về những ngày còn buôn lậu hành tỏi của mình, về việc mình là minh chứng sống của việc Stannis tín như thế nào, và thế bất nào bàn tay xòe ngón nào ra cũng thiếu mất một đốt của Davos, lại thuyết phục được ngân hàng sắt cho vay rất nhiều xẻng. Davos lấy tiền thuê hạm đội của thằng cha da đen bỏ của chạy lấy người sau trận hắc thủy trên một con tàu của nhà Greyjoy. Yara và anh em xương máu đã lái tàu về phía bắc để mong cứu được thằng em về. Họ đột nhập vào rất nhanh, tìm ra được Theon còn nhanh hơn thế. Mỗi tội Theon giờ đã bị Mai break thành Rick, thấy chị đến cứu nhưng vẫn thần ồn nát thần tính sau mấy lần bị thằng quỷ Ramsay nó lừa, nhất là không chịu ra khỏi chuồng chó. Yara kéo thằng em mãi không được, lại còn bị Ramsay quay vào góc nên cắn răng bỏ lại thằng em hết cứu ở lại, rút quân về quần đảo sắt. Ai hỏi thì bảo là Theon chết mất rồi. Để tuyên dương Rick về sự trung thành, Ramsay cho phép Rick tắm rửa rồi mặc quần áo, bắt hắn phải đóng giả làm Theon Greyjoy để đến Mốt Catelyn nói chuyện với đám con của sắt đang đóng quân tại đó. Về với Daenerys ở lục địa Essos, giờ ngồi trên ngai đá ở kim tự tháp Meereen và bắt đầu giải quyết khiếu nại của người dân cho ra dáng một nhà cầm quyền thực thụ. Người đầu tiên là một thằng cha quý tộc có bố bị Daenerys mang ra đóng đinh. Daenerys bảo thôi lỡ rồi, nhưng ông kia bắt đầu kể sự tích mùi mẫn rằng bố mình là người hết sức phản đối vụ mang trẻ con ra hành hạ nhưng bị áp đảo số phiếu nên đành cắn răng chịu. Dany nghe thế thì mềm lòng, cho phép ông này mang xác bố về an táng. Cơ mà mỗi vụ này thì không phải vấn đề, sáng nay còn hơn 200 quả khiếu nại kêu oan cần được giải quyết nữa. Đau lưng edit phết, lẽ ra cô nên đi tuyển thêm vài người đáng tin cậy xử lý cùng chứ cứ duyệt task chay thế này chẳng chóng thì chảy. Tóc cổ bạc hẳn, nào đây là tóc bạch kim, tóc bạc là khác. Trở lại vương đô ở Westeros, cuối cùng ngày xét xử Tyrion đã đến với ba thẩm phán là Tywin, Oberyn và ông bố vợ hụt Mace Tyrell. Từng nhân chứng lần lượt được gọi lên. Đầu tiên là thằng cha vệ vương ăn mặn đái khai Meryn Trant, người chỉ giỏi đánh con gái và bẩy trọ. Lão này kể hết từ vụ Tyrion tát lệch mặt vua cho đến quả gọi vua là thằng óc nho khi nó cố hành hạ Sansa vì Robb Stark thắng trận. Tyrion cố hết sức biện hộ rằng đấy chỉ là vì lợi ích của gia tộc cũng như bảo vệ một bé gái vô tội, nhưng Tywin còn cóc cho con trai nói hết câu. Nhân chứng thứ hai là đại tư tế Pycelle, người tất nhiên là cũng vẫn còn cay Tyrion từ lúc bị cắt mất râu, buộc tội rằng thằng lùn như Tyrion có thể kiễng lên ăn cắp độc dược từ mấy cái giá cao vờ lờ của lão này. Nghe đã biết là vô lý, nhưng đã hiểu sao Tywin vẫn gật đến Cersei. Thím này được đà kể vanh vách bao nhiêu lời từ nặng đến nhẹ mà Tyrion từng nói với mẹ con thím, rằng Tyrion đã dọa giết thằng con thím này không biết bao nhiêu lần. Ừ thì cũng không sai, nhưng mẹ con bà cũng dọa giết và thậm chí còn thực hiện việc giết người ta cũng mấy lần rồi chứ có ít đâu. Đến lúc nghỉ giữa giờ, Jaime cố gặp riêng thuyết phục bố. Thôi bố ơi, con có mỗi một thằng em, giờ nó chết thì ai gọi con bằng anh đây? Mày nhìn mặt bố có quan tâm không? Thế nhá, nếu bố tha cho thằng em con sẽ từ bỏ đội vệ vương về Castle Rock làm lãnh chúa. Chốt, sau vụ này mày về đội vệ vương, còn em mày tao sẽ cho nó đường lui là lên Hắc Thành làm lính đội gác đêm. Jaime nghe thấy thế thì đi gặp ngay thằng em, bảo là im im đấy rồi anh sẽ có cách xin cho mày sống. Tyrion gật đầu với ông anh trai. Cơ mà khi nhân chứng tiếp theo sau giờ nghỉ ra thì ôi, hôm nay là ngày đen thắng hạn đúng nghĩa. Shae trở về làm chứng chống lại Tyrion, kể rằng Tyrion đã có âm mưu giết Joffrey để lấy le với một con bé 14 tuổi. Mà thế còn chưa hết, thím này còn vu khống rằng Tyrion đã cưỡng đoạt thím này nhiều lần, bắt Shae phải làm đủ trò biến thái. Vờ lờ phí bao tiền để sử dụng dịch vụ mà giờ nó chửi mình như thằng ăn quỵt. Tyrion cay vờ lờ, xả hết một bài dài vờ lờ. Và hay vờ lờ, hay nhất là nên xem trực tiếp, bao nhiêu căm hờn từ nhỏ đến lớn. Việc bị đối xử như một con quái vật vì bệnh lùn, lẫn nỗi ấm ức vì những đóng góp không được nhìn nhận của mình, khiến Tyrion bùng nổ. Nhưng như mọi đám đông cuồng nộ, người trong căn phòng này trừ những kẻ chóp bu đều ngu và cực đoan như nhau, nên chắc chả ai thấm được bài diễn văn của Tyrion vào đầu. Để chốt hạ, Tyrion lại dùng bài cũ, yêu cầu xét xử bằng solo Yasuo 1v1, khiến Jaime tái mặt. Jaime đi gặp em trai, trước là muốn mắng vì Tyrion đang yên đang lành tự dưng cắm mảnh xanh vào đít, giờ Jaime có lướt với lốc được nữa đâu, mất bàn tay phải rồi.
Tyrion bảo yên tâm, lần trước em vẫn sống thì lần này có sợ gì. Cơ mà nghe rằng Cersei chọn anh núi làm người giao đấu thì cũng tụt hết cả mút, biết đối thủ là anh núi. Bronn cũng xin lui vì ông này thích đánh nhau lấy tiền chứ không thích chết lấy tiền tuất. Tyrion hiểu cho anh với bạn, tại vì ông này thừa biết giờ hy sinh đổi mạng cho người khác nghe ảo ma vờ lờ, nhất là đổi nửa mạng vì Tyrion chỉ cao bằng nửa người thường. Cơ mà trái với viễn cảnh u ám mà Tyrion vẽ ra là phải đi đánh tay bo với anh núi, thì Oberyn Martell đêm hôm trực tiếp xuống gặp Tyrion, nhận lời làm người đại diện cho hắn, chỉ để ông hoàng này được quyền solo với thằng núi trước bàn dân thiên hạ. Trên phía bắc, Alyssa thấy Jon chiến thắng trở về mà không mất miếng thịt nào, cũng hơi khó chịu. Và đang khó chịu thế này nên Alyssa cũng không đồng ý với quả ý tưởng của Jon, là hay bây giờ lấp mẹ cái đường hầm đi xuyên qua bức tường đi, là giờ man tộc kẹt cứng bên ngoài bức tường luôn, muốn qua thì phải leo. Alyssa bảo làm thế xong rồi mình tuần tra bên kia thế nào, nên không chấp thuận. Ở lục địa Essos, Dario đến gặp riêng Daenerys vào buổi tối, và quả kiếm sắt của bố này đang ngứa ngáy lắm rồi, cần đi đánh nhau chinh phạt các thứ chứ không phải làm lính gác kim tự tháp. Daenerys giúp ông tướng này bằng cách giải tỏa cho cây kiếm thịt của Dario, chứ cây kiếm sắt thì từ từ rồi sẽ có chỉ đạo đi đánh đấm sau, cụ thể là đi chinh phạt lại Yunkai để xử lý hết mấy thằng chủ nô cho sạch sẽ. Cũng trong thời điểm đó, khi ai cũng chăn ấm đệm êm thì chó săn với Arya vẫn đang tiếp tục cuộc sống vô gia cư, và có vẻ là hai người này bắt đầu ra dáng chú cháu phết. Sandor Clegane mở tí lòng ra cho con bé cháu gái xem, thì chúng ta được biết là những gì bay lắc kể với Sansa từ đầu mùa 1 là đúng. Chó săn có vết bỏng này là do lão núi dí mặt em vào bếp than vì tội chơi nhầm đồ chơi của anh. Điều cay hơn nữa là bố của cả hai anh em vì bao bọc cho thằng con tứ chi phát triển nên bảo là Sandor bị ngã vào bếp lửa, làm ông này cay vờ lờ đến tận bây giờ. Đi cùng hướng với hai chú cháu là Brienne và Podrick, người lạc vào đúng cái quán rượu mà thằng bé bạn Arya và Gendry vào làm. Sau khi làm một hành động hơi tin người một tí là thông báo về ý định tìm hai cô con gái nhà Stark cho thằng bé béo, Brienne bị Podrick góp ý vì quá ngây thơ. Cơ mà may sao lần này thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhờ thằng bé béo kia mà Brienne biết Arya còn sống, thắp lại hy vọng rằng thím này sẽ tìm được đủ hai đứa con gái nhà Stark và đưa hai đứa về nơi an toàn. Đấy, thấy mặt thím này lúc lên mặt với Podrick nhìn phởn chưa. Nhắc đến chị em nhà Stark thì Sansa đang trốn tạm ở lâu đài Eri, đi dạo ở nơi vắng người và xây lâu đài Winterfell bằng tuyết cho đỡ nhớ nhà. Thằng bé Robin, con của dì Lisa, đến góp vui, nhưng thằng chồng tương lai 10 tuổi vẫn còn bú mẹ này, thái độ lồi lõm quá nên Sansa phải vả phát cho tỉnh. Thằng Robin vừa chạy đi thì Peter đã đến, và trong một nước đi vô cùng khó hiểu, hôn kiểu Pháp cái đứa mà rõ ràng chỉ đáng tuổi con gái mình. Không biết rằng trên ban công gần đó, bà dì Lisa đang mắt lòng sòng sọc. Bà này thì hoang tưởng lắm rồi, sẵn sàng mang cháu gái ra cái hố hay ném người xuống Nguyệt Môn hay gì đấy để dọa cho thụt cả vòi vào. Nhưng may mà trước khi bà mụ định làm điều gì đó dồ dại thì Peter Baylock đã trở lại, vừa đấm vừa xoa. Xong khi Lisa đã tạm nguôi thì kích hoạt lá bài bẫy, ném bé nữ chúa của xứ Vale xuống đất qua cánh cổng. Cái chết của Lisa khiến quan chức trong lâu đài đổ hết tội lên lão Baylock. Dù gì thì tên lão cũng có chữ bay. Lão Baylock một mực khai rằng Lisa tự sát vì tâm lý bất ổn, nhưng rõ ràng là không có ai tin. Các quan gọi Sansa và làm nhân chứng thì rõ ràng thím này không mất dậy đến độ xì đều thằng vừa giúp mình một mạng nên làm chứng giúp Baylock, lại còn kể khổ việc bị dì ngược đãi vì ghen tuông. Peter được tha cái thì nhìn mặt phở lắm, vì biết là giờ khi mọi lời cáo buộc đã đi thì Peter sẽ là dượng của thằng lỏi con Robin, và cái thằng chỉ đủ tuổi đi bắt Pokemon thế này thì biết gì về chính trị, nên là quyền lực sẽ nằm trong tay lão. Vào đúng lúc này, chó săn và Aya đã đến được cổng vào Eri, nhưng mà chưa bảo gì thì lính canh ở cổng đã thông báo lãnh chúa Lisa giờ chết ngắc, khiến chó săn thì ngán, còn Aya chỉ biết cười. Lớm áo, hai lần đi tìm người thân thì cả hai lần đều đến muộn mới lạ. Nhưng mà vì Aya cóc biết chị mình cũng ở trong lâu đài nên hai chú cháu rời đi luôn. Cùng lúc đó, trên phía bắc, tình hình đang căng như dây đàn, vì nhờ thằng bé Oli mà đội gác đêm biết được là ngày mà họ bị vào thế bánh mì kẹp thịt nó không còn xa nữa. Quân thì ít mà địch thì nhiều, nhưng John bảo giờ KDA mỗi thằng là 100/1 thì Hắc Thành vẫn thất thủ, giờ chỉ có ma thuật mới giúp đội gác đêm thoát nạn. Dưới một tí, Ramsay đang bảo Rick đóng giả làm Theon, thuyết phục con của sắt ở Mốt Kết Linh đầu hàng. Reed vào nói như thật, bị thằng cầm đầu chửi cho không trượt phát nào, nhưng thằng cầm đầu kia lại bị phó chỉ huy của toán lính cho một dìu năm sách vào đầu, cả đám đầu hàng Ramsay, và tất nhiên là bị hành quyết bằng cách lột da hết chứ khoan hồng cái gì. Nhờ chiến công bẩn vờ lờ này, Ramsay được Roose Bolton nâng cấp từ họ Snow lên thành họ Bolton, tức là chính thức thừa nhận vị trí của thằng con hoang này trong gia tộc. Ông con này giờ được thừa nhận thì thích lắm, hứa sẽ không làm bố thất vọng. Chúng ta hãy cùng xem diễn biến của lời hứa này vào những mùa sau. Trở lại với Daenerys thì một bức thư của Tywin đã tới được tay của mẹ rồng, bên trong có giấy ân xá vô điều kiện của Jorah. Ừ thì hồi mùa 1 chúng ta đều biết ông này là gián điệp, cơ mà giờ thì còn đâu, vì Sim mà giờ trung thành với Daenerys rồi còn gì. Cơ mà Daenerys thì không quan tâm đến điều đó. Thấy thư của Tywin rồi sâu chuỗi mọi sự kiện từ vụ đầu độc bằng rượu rồi ti tỉ thứ khác thì tưởng mình thông minh, haha ta sẽ không mắc lừa ông nữa đâu, rồi đuổi Jorah đi cấm kỳ trở lại. Một đức đi sai thấy rõ vì ông này cố vấn hay vờ lờ, thế là kế ly gián của Tywin thành công chỉ bằng một bức thư. Cơ mà trong lúc Jorah quay đít ra đi rời xa Crash thì ở Vương Đô ngày phán xử đã tới, các đấu thủ lên sàn. Oberyn chứng tỏ mình không chỉ biết đấu kiếm trên giường mà còn biết múa giáo trên sân, nhìn rất gì vào này nọ. Anh núi thì vẫn như mọi khi đứng đấy thôi là đủ khiến người ta lo sợ. Trận đấu định đoạt số phận của Tyrion bắt đầu.
Bằng tốc độ và combo tiêu chuẩn QQQ EVK, Oberyn nhanh chóng xiên cho đối thủ những nhát đâm chí tử, khiến hắn nhanh chóng nằm vật ra sàn, nhưng mà chưa thể nào ra đòn kết liễu vì muốn nghe lời thú tội từ chính mồm thằng núi. Ai bảo kê cho nó giết chị Elia của Oberyn vì một phút lơ là. Oberyn lỡ để cho thằng núi đấm một phát, hộc máu mồm, rồi bị thằng này đè lên, bóp đầu nổ bép như quả dưa. Kết quả trận chiến đã được xác định. Oberyn chết đồng nghĩa với việc Tyrion chắc chắn sẽ chết theo. Sang tập 9, chúng ta trở về phía bức tường, nơi một trong những trận thủ thành đỉnh nhất phim chuẩn bị diễn ra. Theo giao kèo từ trước, quân man tộc phía bắc bức tường đốt quả lửa trại căng vờ lờ, cháy hết một vạt rừng để báo hiệu cho quân của Tommen và mấy thằng đầu khắc xen lên. Anh em gác đêm bị kẹt giữa hai hướng tiến công, buộc phải chia đôi quân để thủ. Và Alistair thì rất là hối tiếc vì không nghe lời Jon là lấp luôn cái đường hầm đi. Thiếu người nên ông này buộc phải xuống đánh với Tommen và mấy thằng đầu khắc. Còn Jon và lão Selyn vừa hèn vừa ngu nên ở trên đép bức tường. Man tộc có mấy trăm ca thịt cùng hai đơn vị khổng lồ và một con voi chiến. Còn trên bức tường dưới quyền Jon chỉ có lèo tèo vài anh em bắn tên xuống. Cùng lắm một tên một mạng nhưng như thế vẫn là quá ít. Giao tranh ác liệt xảy ra. Anh em chiến đấu rất anh dũng. Alistair lãnh đạo anh em thủ thành chiến đấu chống lại Tommen và quân từ phía nam tràn lên. Còn Jon phải vừa căn góc vừa lãnh đạo anh em bắn để tiết kiệm cung tên đạn dược. Lão Janos Selyn chỉ quen giết trẻ con, không biết đánh nhau với đàn ông thực thụ, trốn vội xuống dưới đất. Những mũi tên lửa của Jon và anh em là không đủ để ngăn đám khổng lồ dắt voi vào cẩu cái cửa hầm đi. Còn Alistair, dù là một chiến binh lão luyện nhưng lại thất thế khi solo với Tommen, kẻ vì sống ở nơi hoang dã nên phải đối mặt với cái chết hàng ngày, bị Tommen chém trọng thương. Thế cái cửa hầm đang sắp bung lắm rồi, Jon và các anh em phải thả vài thùng thuốc nổ xuống, khiến con voi ma mút bốc mùi thơm phương phức, rực cuồng lên bỏ chạy. Một đông khổng lồ chạy theo con voi thì bị làm quả nhất tiễn xuyên tâm cút luôn, khiến ông còn lại phát điên tự mở khóa cửa bằng tay luôn. Đoạn này khuất tầm nhìn quá nên Jon cử Grant và anh em xuống xử lý căn hầm, trấn thủ ở đấy giữ cho cánh cửa không bị phá hủy. Các anh em chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng thằng khổng lồ kia phải to bằng 10 anh gác đêm cộng lại, nên chỉ có 5-6 mạng thế này thắng thì lời, mà thua thì cũng không có gì khó hiểu. Để giữ vững tinh thần thì các anh em đọc đi đọc lại lời thề gác đêm, như mong muốn những huynh đệ quá cố ban cho mình sức mạnh. Vì lão Selyn bơm đều, Jon rời khỏi bức tường để anh em bắn tùy ý, còn mình xuống solo với mấy thằng đang cố công thành. Anh buộc phải solo với thằng đứng đầu bọn Fen, và thằng kia vừa to vừa khỏe, lại còn ăn thịt người để bú thêm sức mạnh, nên Jon bị hất văng mất cây kiếm. Rồi thay vì chém chết luôn thì đấm chai, giúp Jon có thời gian phản ứng, cầm được cây búa random nằm đấy, gõ cho đầu thằng kia toác ra như quả dừa. Tưởng ăn một kill sẽ thoải mái biến về bệ đá cổ đập đầu, thì Jon gặp ngay White Grid đang kéo cung chỉ chờ bắn cho Jon một quả xuyên táo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không dám làm gì thì thằng bé Oli từ đâu ra cho White Grid một mũi tên xuyên tim, coi như là trả thù cho cả làng. Thôi thì cũng không trách thằng bé được. Jon chỉ biết ôm White Grid trong giây phút cuối đời, trong khi mọi thứ cháy bừng bừng xung quanh. Và có vẻ là quả ôm này thích quá nên hai anh chị diễn viên quay ra cưới nhau ngoài đời luôn. Trở lại chuyện chính thì quân man tộc phải rút lui vì chả có chiến thuật ma cô gì cả. Cơ mà Jon bảo mấy bố man tộc chỉ cần YOLO thêm phát nữa, kể cả thả quân và nướng đi nữa, thì anh em gác đêm cũng đi ngay vì giờ còn bao nhiêu người nữa đâu. Được cái là hội anh em đã bắt được Tommen và tống ông này vào hầm. Yên tâm, ai thích Tommen thì ông này sống dai lắm, không sợ. Sam và gọi Gilly ra khỏi chỗ trốn thì thấy lão Janos Selyn đang ru rú ở trong góc. Jon thấy dù có thắng trận này nhưng rộng ra muốn win cả cuộc chiến thì anh em không có cửa, nên đơn thương độc mã ra khỏi thành để chốt deal giảng hòa với Mans. Không được thì khô máu, thiếu Mans thì man tộc chắc chắn sẽ tự quay ra đánh nhau luôn, nên đổi 1v1 thế là quá lời. Jon đi xuống hầm, thấy xác của Grant và các anh em đã chiến đấu anh dũng, đổi mạng với tên khổng lồ thành công, nên cúi đầu mặc niệm một phút. Jon rời khỏi bức tường đến chỗ Mans Raider giảng hòa thì ông này bảo cũng chán đánh nhau lắm rồi, mục tiêu từ đầu là trốn sau bức tường để không bị bọn bóng trắng làm gỏi thôi. Đang deal theo chiều hướng thuận lợi thì chả biết ai móc từ đâu ra một đội kỵ binh căng đét quét man tộc như quét rác. Mans đang đứng đấy tự dưng bị bao vây, thôi xong. Jon cũng ngớ người ra, tại đấy có phải quân nhà mình đâu. Hóa ra đội kỵ binh này là lính mà Stannis đã nạp tiền mua. Stannis bắt mọi người quỳ hết xuống, nhưng Mans quá kiêu hãnh để quỳ gối, vì lão này trông thế chứ cũng là vua phía bên kia bức tường mà. Tí nữa thì Stannis gặt lấy đầu Mans luôn, nhưng may có Jon lấy mác con trai Ned ra nói đỡ, nên ông này chỉ bị tống giam thôi. Về lại vương đô, thằng cha núi dù win combat nhưng lại trúng độc nghiêm trọng, chỉ nằm chờ chết. Đại tư tế Pycelle bảo hết cứu rồi, còn Qyburn bảo từ từ con cứu được. Cersei nghe thế thì chỉ hỏi là thằng này cứu xong có yếu đi không. Qyburn bảo không cái thì cho làm luôn, còn lại không quan tâm. Thứ mà Cersei quan tâm là ngày lành tháng tốt đã tới và Cersei sắp phải lấy hiệp sĩ đấu kiếm Loras. Cersei không thích cưới một thằng BD, còn Tywin thì bảo là vì lợi ích của gia tộc thì nên cưới. Lúc này vì quá cay ông bố, Cersei chơi bài ngửa, dọa sẽ tiết lộ cho bàn dân thiên hạ bí mật đen tối nhất về việc mình đã ăn nằm với em trai như nào, hủy hoại cả gia đình luôn. Tywin thì trước giờ vẫn biết cái tin đồn này nhưng quá kiêu hãnh để nhận ra, biết con mình không đùa thì cũng chỉ biết câm nín để thư giãn đầu óc. Cersei quyết định đi tìm thằng em, làm vài nháy cho nó phấn chấn tinh thần. Hai chị em nhà Lannister thư giãn phết thì ở bên kia eo biển hẹp, mẹ rồng đang không thư giãn cho lắm, nhất là khi các con của mẹ giờ hết thiêu dê cừu thì lại chuyển sang nướng người, khiến dù ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Danny cũng buộc phải xích hai con rồng ở nhà xuống hầm, còn con to nhất và khó bảo nhất thì giờ cũng chả biết là ở đâu đi đến chỗ nào.
Về lại Hắc Thành, giờ đang làm lễ ra quân cho các anh em gác đêm. Tại giờ người chết thì gác cái gì nữa. Buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng. Riêng Wargreed được John đưa về bên kia bức tường. Vì cô là con của vùng đất mùa đông vĩnh cửu, nên để cho cốt cô về với đất quê hương. Xa tí nữa về phía bắc, hội bạn của Bran đã đến được cây cổ thụ ngàn năm, chỉ còn vài mét nữa là đến nơi. Mỗi tội dễ thế thì đã không phải trò chơi vương quyền, nên nhóm 4 người đi lạc vào màn chơi Bran vs Zombie, bị bọn xương cốt từ khắp nơi trồi lên tấn công. Bran nhập hồn vào Hodor để bảo vệ các bạn, nhưng Jojen lại hy sinh thân mình để Bran có thể cứu bản thân và chị gái Mera. Nhưng có vẻ bọn xí quách này quá đông và hung hãn, tưởng như mọi hy vọng đã hết. Bran được tiếp sức bằng một loạt lửa miễn phí, được ném mắc tầm, hủy diệt những bộ xương. Người ném mấy quả cầu này là một người trông như vừa đủ tuổi tốt nghiệp tiểu học, gọi Bran và các bạn trốn vào trong hang. Mera đành phải bỏ Jojen lại, tại em trai giờ hết cứu rồi. Cả bọn trốn vào trong hang, và thật hài cốt khi mà các bộ xương vẫn còn đuổi nhau rất căng. Vào hang cái vỡ vụn luôn. Bọn này là ma cà rồng, không được mời vào thì không vào được à? Sau khi nguy hiểm qua đi, đám trẻ mới biết cái đứa trông như vừa tốt nghiệp tiểu học kia là người của một chủng tộc siêu cổ xưa, tên là những đứa con của rừng sâu. Trông bé thế thôi chứ già đến mức đẻ ra cụ kỵ mấy đời của Bran còn được. Đứa trẻ kia dẫn Bran vào sâu hơn trong đám rễ cây, thấy một ông già treo lơ lửng trên tường. Ông này là ai và tại sao Bran lại phải đến đây? Từ từ sẽ rõ. Quay trở lại xuống phía nam, trên hành trình rong ruổi của mình, Podrick và Brienne ngủ dậy thì thấy mình đã mất đầu hai con ngựa. Bổ đi tìm thì thấy Aya với con chó săn đang ở gần đấy. Oan gia không hẹn mà gặp. Brienne vừa nhìn thấy chó săn đã nhận ra kia không ai khác chính là Aya Stark. Brienne giới thiệu mình làm theo di nguyện của phu nhân Catelyn, đưa các con gái của bà về nơi an toàn. Nhưng chó săn trước là không tin, sau là giờ thì còn chỗ nào an toàn nữa à? Chưa kể là Brienne còn đang cầm thanh kiếm cộng 15 mà rõ ràng là của Jaime tặng. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Hai ông bà to chỉ thua quả núi này lao vào quất nhau, không ai chịu ai. Trận đấu vô cùng gay cấn, cả hai hất văng kiếm của nhau ra xa rồi quay ra đấm chai. Và Brienne lấy đá dần cho chó săn rơi xuống vách đá, nhìn cao phết. Brienne giờ mới quay ra thì thấy Podrick đã để mất dấu Aya. Sau khi AFK chờ Brienne và Podrick đi khỏi, Aya mới tới chỗ của chó săn. Chó săn bị thua đàn bà, cay đỏ dái, bắt Aya phải giết mình. Vừa gạch đi một cái tên trong danh sách, vừa giúp lão ra đi nhanh gọn. Aya trả lời thỉnh cầu của chó săn bằng cách bốc luôn túi bạc của hắn, rồi chim cút bỏ lại chó săn hấp hối bên vách núi. Về lại vương đô, Tyrion đang nằm chờ chết thì tự dưng có tiếng gõ cửa. Tưởng ai, hóa ra Jaime đến đón Tyrion đi trốn. Hóa ra Jaime và Varys đã liên lạc với nhau, chuẩn bị một con tàu cho Tyrion đi trốn. Jaime đã dặn phải đi thẳng, cấm rẽ ngang rẽ dọc, nhưng ông lùn này vừa ôm thằng anh tạm biệt xong đã rẽ sừ sang hướng khác. Tyrion đến phòng ngủ của bố thì thấy có một thím ngành đang uốn éo trên giường, số phận chớ trêu. Đó không ai khác lại chính là Shae. Vừa nhìn thấy Tyrion, Shae đã giật ngay con dao Thái Lan gọt hoa quả ra định khô máu. Nhưng người lùn dù không có tốc độ di chuyển, nhưng tốc độ phản ứng lại vượt trội cái bọn tay chân lèo nghèo, nên Shae bị Tyrion lật kèo, thắt cổ đến chết bằng sợi dây chuyền thím này đang đeo trên cổ. Tyrion vô cùng đau đớn khi phải tự tay giết người mình yêu, nhưng giờ chưa phải lúc để khóc lóc, vì hắn cần phải giải quyết ân oán với ông Bo một lần và mãi mãi. Tyrion vác cây nỏ của Tywin treo trên tường đi xuống cuối hành lang, thì gặp Tywin đang ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh. Truyền thuyết của thất đại đô thành kể rằng lãnh chúa Tywin ị ra vàng, nhưng mà quả này thì có mà ị ra vàng 4 con 9 cũng không thể nào mà ngăn ông con đang cầm nỏ lại. Tywin định thao túng tâm lý thằng con để được mặc quần vào về phòng nói chuyện, nhưng Tyrion đã xác định từ đầu hôm nay sẽ cho ông Bo đi đoàn tụ với vợ, nên nói hết những tủi hổ từ lúc được đẻ ra đến giờ, rồi làm hai shot kết liễu ông già, khiến ông Bo chết nhìn không thể nào khắm hơn. Xong xuôi, Tyrion ra cửa và được Varys đón, cho vào thùng giao hàng tiết kiệm để chuyển đi. Varys cho người xếp thùng hàng lên tàu, rồi quay lại nhìn vương đô một lần. Nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh đâu đây, báo hiệu cái chết của Tywin đã có người phát hiện. Varys quyết định lên tàu đi cùng Tyrion về lại quê hương Essos sau mấy chục năm xa xứ, ngược lên phương bắc. Aya đang cưỡi ngựa rong ruổi lên phương bắc thì thấy một con tàu hàng sắp sửa nhổ neo, muốn đi ké lên Winterfell, nhưng đen cái là con tàu này không lên đấy mà đang có lộ trình trở về Braavos. Aya đòi đi theo, mua slot bằng túi bạc của chó săn, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Hết cách, cô đành mang đồng xu hiếm của Jaehaerys Hrgar ra cho ông kia xem, rồi đọc khẩu quyết mà Jaehaerys đã dạy: Valar Morghulis, ai rồi cũng phải chết. Người đàn ông kia nghe thế thì xúc động lắm, đáp lại vỏn vẹn: Valar Dohaeris, ai cũng phải phục vụ. Rồi chuẩn bị một buồng trên tàu cho Aya đi luôn, mở đầu chuyến phiêu lưu sang lục địa mới của cô bé nhà Stark. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong trò chơi vương quyền Game of Thrones mùa 4. Tôi cần quại. Xin chào và hẹn gặp lại.